Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, video trước mình đã chia sẻ về hồi thứ 8, Vân Tiên từ biệt võ công, Thể Loan, lên đường ra kinh thi, gặp Vương Tử Trực, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm trong tác phẩm Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Ở video này mình sẽ chia sẻ về hồi thứ 9, Vân Tiên được tin mẹ chết, phải quay trở về. Khai Phong mới tỏ sự cơ, mình gieo xuống đất, giật giờ hồn hoa. Hai hàng lụy ngọc nhỏ xa, trời Nam đất Bắc xót xa đoạn trường. Anh em ai nấy đều thương, trời ơi, há nỡ lấp đường công danh. Những năm công toại danh thành, nào hay từ mẫu U Minh sớm rời. Gắng vào trong quán ăn nơi, tớ thầy than thở liệu thời quy lai. Tiểu đồng thở vắn than dài, trời ơi trời nỡ phụ tài người ngay. Trực rằng đã đến nỗi này, tiểu đồng bầu hãy làm khuây giải phiền. Sớm mai thang thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ bay. Bây giờ kiếp nước thợ may, sắm đồ tang phục nội ngày cho xong. Dây rơm mũ bạc áo thùng, cứ theo trong sách văn công mà làm. Tin rằng mẹ Bắc con Nam, nước non vòi vọi đã cam lỗi nghỉ. Trong mình không cánh không bi, lấy chi bớt dặm, lấy chi bớt đàng. Vào chàng phút lại gặp tang, ngẩn ngơ người ở, ngỡ ngàng kẻ đi. Việc trong trời đất biết chi, sao rời vật đổi, còn gì mà trông. Hai hàng lụy ngọc ròng ròng, tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Cánh buồm bao quản gió siêu, ngàn trùng biển rộng, chín chiều ruột đau. Thương thay chín chữ cù lao, ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Quán rằng trời đất thình lình, gió mưa đâu phút gãy cành thiên hương. Ai ai trông thấy cũng thương, lỡ bề báo hiếu, lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo le ai khéo đặt bày, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đường đi hơn tháng chẳng gần, khi qua khi lại mấy lần sông pha. Xảy đâu bạc tác vừa ra, Trực cùng Hâm Kiệm súng mà đưa tiên. Hâm rằng anh chớ ưu phiền, qua này chẳng gặp ta nguyền qua sau. Thấy nhau khó nỗi giúp nhau, một vừng mấy bạc giàu giàu khá thương. Vân Tiên cất gánh lên đường, Trịnh Hâm ngó lại đôi hàng nhỏ xa. Đi vừa một dặm xa xa, hút nghe ông quán bôn ba theo cùng. Quán rằng thương đấng anh hùng, đưa ba huyền thuốc để phòng hộ thân. Chẳng may gặp lúc gian truân, đương khi quá đói thuốc thần cũng no. Tiên rằng cúi đội ơn cho, tấm lòng ngài ngại hãy lo xa gần. Quán rằng ta cũng bâng khuâng, thấy vậy nên mới tị trần đến đây. Non xanh nước biếc vui vầy, khi đêm rượu cúc, khi ngày trà lan. Dấn thân vào chốn an nhàn, thoát vòng danh lợi, lánh đàng thị phi. Nói rồi quay quả ra đi, Vân Tiên xem thấy càng nghi trong lòng. Trong chừng dặm cũ thẳng sông, nghĩ đòi cơn lại, não nồng đòi cơn. Nên hư chút phận chi sờn, nhớ câu dưỡng dục, lo ơn sinh thành. Mang câu bất hiếu đã đành, nghĩ mình mà thẹn, cho mình làm con. Trọn đời một tấm lòng son, chí lắm trả nợ, nước non cho rồi. Nào hay nước chảy hoa trôi, nào hay phận bạc như vôi thế này. Một mình ngơ ngẩn đường mây, khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu xương. Đến nay lâm việc mới tường, hèn chi thầy dạy, khóa trường còn xa. Tiểu đông thấy vậy thưa qua, gẫm đây cho đến quê nhà còn lâu. Thế sao chẳng bớt cơn sầu, mình đi đã mỏi,
dòng trâu thêm nhuần. E khi mang bệnh nửa chừng, trông nom khó liệu, giữa rừng khôn toan. Tin rằng khô héo lá gan, ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu. Mịt mù nào thấy chi đâu, chân đi đã mỏi, mình đau như dần. Có thân phải khổ vì thân, thân ôi thân biết mấy lần chẳng may. Đồng rằng trời đất có hay, ra đi vừa đặng 10 ngày lại đau. Một mình nhắm trước xem sau, xanh xanh bờ cõi, giàu giàu cỏ cây. Vốn không làng xóm chi đây, xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang. Vừa may gặp khách qua đàng, người người đều chỉ vào làng Đồng Văn. Dắt nhau khi ấy hỏi phăng, gặp thầy làm thuốc, hiệu là Triệu Ngang. Ngang rằng khá tạm nghỉ an, rạng ngày coi mạch, đầu thang mới đành. Gặp ta bệnh ấy ắt lành, bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu. Đồng rằng tiền bạc chẳng nhiều, xin thầy nghĩ lượng được điều thuốc thang. May mà bệnh ấy đặng an, bạc còn 2 lượng trao sang cho thầy. Ngang rằng ta ở chốn này, 3 đời nối nghiệp làm thầy vừa 3. Sách chi cũng đủ trong nhà, nội kinh đã sẵn, ngoại khoa thêm màu. Trước xem y học làm đầu, sau coi thọ thế, thứ cầu đông y. Gẫm trong ngân hải tinh vi, cùng là các mục thua gì thanh năng. Gẫm trong tập nghiêm lương phang, cùng là ngự toản trải đàng hồi xuân. Vị trí sẵn đặt quân thần, thuốc thời bào chế 10 phần nở nang. Mạch thời đọc mạch lư san, đặt vào tay bệnh biết đàng tử sinh. Lục quân tứ vật thang danh, thập đoàn bát vị sẵn dành nội thương. Lại thông bát trận tân phương, lâm nhầm ngoại cảm đầu thang ngũ xài. Đồng rằng thầy thiệt có tài, xin vào coi mạch luận bài thuốc chi. Ngang rằng lục bộ đều suy, bộ quan bên tả mạch đi phủ hồng. Cứ trong kinh lạc mà thông, mạng môn tước quả đã sông lên đầu. Tam tiêu tích nhiệt đã lâu, muốn cho giáng hỏa phải đầu tư âm. Huỳnh Liên, Huỳnh Bá, Huỳnh Cầm ra vào cho bội nhiệt tấm mới bình. Ngoài thời cho điểm vạn linh, trong thời cho uống hoàn tình mới xong. Khá trao 2 lượng bạc ròng, bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang. Chẳng qua làm phúc cho chàng, nào ai đòi chuộc, đòi đàn chi ai. Tiểu đồng những ngỡ thiệt trò, vội vàng mở gói, chẳng nài liền trao. 10 ngày chẳng bớt chút nào, thêm đau trong dạ như bào như soi. Đồng rằng vào đó thầy coi, bệnh thời không giảm, thầy đòi tiền thêm. Ngang rằng nằm thấy khi đêm, tiến sư mách bảo một điểm chiêm bao. Quỷ thần người ở trên cao, e khi đường xá lẽ nào biết đâu. Tiểu đồng ngươi khá qua cầu, cùng ông thầy bói ở đầu Tây Viên. Tiểu đồng nghe nói đi liền, gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi. Bói rằng ta bói hẳn hoi, bói hay đã dạy, người coi đã đầy. Ta đây nào phải các thầy, bá vơ bá vất, nói nhây không nhầm. Ôn nhuần châu diệc mấy năm, 64 quẻ, 300 dư hào. Huỳnh kim dã hạc sách cao, lục nhâm lục giáp, chỗ nào chẳng hay. Can, chi, đều ở trong tay, đã thông trời đất, lại hay việc người. Đặt tiền quan mút 40, khay trầu chén rượu, cho tươi mới thành. Thầy bèn gieo đặng quẻ lành, chiếm tên tuổi ấy, lộ trình mắc chi. Ứng vào rùa với cỏ thi, rồi thầy coi quẻ, một khi mới tưởng. Đồng rằng, người ở Đông Phương,
nhân đi buôn bán giữa đường chẳng an. Con nhà họ Lộc là chàng tuổi vừa 28 còn đang thơ ngây, bói rằng Đinh Mão năm nay hèn chi Giáp Tý ngày rày chẳng an. Mạng Kim lại ở cung Càn, tuổi này là tuổi giàu sang trong đời, cầu tài quẻ ấy xa vời, khen ngươi khéo nói những lời trêu ta. Cầm tiền gieo xuống xem qua, một dao hai sách lại ba hào trùng. Trang Thành là quẻ lục xung, thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn, hóa ra làm quẻ du hồn, lại thêm thế động khắc dồn hào quang. Cứ trong quẻ ấy mà bàn, tuổi này mới chịu mẫu tang trong mình, xui nên phát bệnh thình lình, vì chưng ma quỷ lộ trình rất thiêng. Muốn cho bệnh ấy đặng yên, phải tìm thầy pháp chữa chuyên ít ngày. Đồng rằng, thầy pháp đâu đây? Bói rằng, cũng ở chốn này bước ra. Pháp hay tiếng dậy dồn xa, tên là đạo sĩ, ở Trà Hương thôn. Tiểu đồng mới chạy bôn bôn, hỏi thăm đạo sĩ hương thôn chốn nào. Chợ đông buôn bán lao sao, người ta liền chỉ nơi nào chẳng xa. Đồng đi một buổi tới nhà, đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay. Đồng rằng nghe tiếng thầy đây, trừ ma ếm quỷ phép thầy rất hay. Pháp rằng ấn đã cao tay, lại thêm phù chú xưa nay ai bì. Qua sông thấy cá xếp vi, vào rừng cọp thấy phải quỳ lạy đưa. Pháp hay hú gió kêu mưa, sai chim khiến vượn đuổi lừa vật trâu. Pháp hay miệng niệm một câu, tóm thâu muôn vật vào bầu hồ linh. Pháp hay sái đậu thành binh, bệnh hình làm tướng phá thành Diêm Vương. Pháp hay dạo hỏa phó thang, ngồi gươm đứng giáo mở đàng thiên hoang. Có ba lượng bạc cao sang, đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho. Đồng rằng tôi chẳng so đo, khuyên thầy gắng sức chớ lo khó giàu. Bấy lâu thầy tớ theo nhau, bạc dành hai lượng phòng sau đi đàn. Chữa chuyên bệnh ấy đặng an, rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy. Pháp rằng về lấy sang đây, cho thầy toan liệu lập rày đón ra. Đồng rằng tôi đã lo xa, cực vì người bệnh ở nhà chẳng yên. Xin thầy gắng sức chịu phiền, ra công bùa chú chữa chuyên giường nào. Pháp rằng có khó chi sao, người nằm ta chữa rối trao phù về. Đồng rằng tôi vốn thằng hề, bệnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên. Pháp rằng ta biết kinh quyền, đau năm chữa bắc mà thuyên mới tài. Tiểu đồng nghe lọt vào tai, lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên. Pháp bèn cất tiếng hét lên, mời ông bàn cổ tọa tiền chứng miêng. Thỉnh ông đại thánh tề thiên, thỉnh bà võ hậu đều liền đến đây. Thỉnh ông nguyên soái Trinh Tây, cùng bà vương mẫu sung vầy một khi. Thỉnh ông Phật tổ A-di, thập phương chư Phật phù trì giúp công. Lại mời công chúa Ngũ Long, Bình Nam Ngũ Hổ hội đồng an dinh. Thỉnh trong thiên tướng thiên binh, cùng là tam phủ động đình xích lân. Thỉnh trong khắp hết quỷ thần, cùng đều xuống chốn dương trần vui chơi. Cho ngươi ba đạo phủ trời, uống vào khỏe mạnh như lời chẳng sai. Tiểu đồng vâng lĩnh theo lời, lấy phủ trở lại toan bài thuốc thang. Vào nhà thưa với thầy Ngang, pháp phù đã đủ, thầy toan phương nào? Ngang rằng, còn bạc trong bao, thời ngươi khá lấy mà trao cho thầy. Đồng rằng, tôi hãy ở đây, bệnh kia giàu khá, mình này bán đi. Triệu Ngang biết chẳng còn chi, kiếm đường cháo chắc, đuổi đi khỏi vòng. Ở đây làng xóm khó lòng, é khi mưa nắng, ai cùng đỡ che. Đồng rằng trong gói vắng hoe, bởi tin nên mắc
bởi nghe nên lầm. Mới lo chạy hết 100, mình ve khô xếp, ruột tầm méo giòn. Thương thay tiền mất tật còn, bơ vơ đất khách, thon von thế này. Thôi thôi gắng gượng khỏi đây, tôi đi khuyên giáo, đỡ ngày gạo rau. Vân tiên chi xiết nỗi sầu, tiểu đồng dầu dắt, gần cầu lá buôn. Đương khi mưa gió luông tuồng, người buồn lại gặp, kiểng buồn khá thương. Xiết bao ăn tuyết nằm sương, màn trời chiếu đất, dặm trường lao đao. Dầu cho trái trí bực nào, gặp cơn nguy hiểm, biết sao mà nhờ. Tin rằng đi đã ngất ngơ, tìm nơi cây cối bụi bờ nghỉ chân. Đồng rằng chốc nữa khỏi rừng, tìm nơi quán xá sẽ dừng nghỉ ngơi. Non tây vừa khuất mặt trời, tớ thầy dìu dắt tới nơi đại đề.